Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên, chú rể kìa, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới. Và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi. Thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, hàng ngày, hàng giờ chúng ta nghe tin được chứng kiến những cái chết bất ngờ, những tai họa đổ xuống, những sụp đổ làm sửng sốt bàng hoàng, những ai nghĩ rằng đời còn dài, công trình bền vững. Đó chẳng phải là sự kiện mà tin mừng Chúa Giê-xu đã cảnh báo chúng ta hay sao? 10 cô trinh nữ trong dụ ngôn là tất cả các Kitô hữu không phân biệt ai. Mỗi người có thể như 5 cô khôn ngoan, hoặc như 5 cô khờ dại, tùy chúng ta biết lo liệu cho việc gặp Chúa Giê-xu hay không thôi. Chúa Giê-xu như chú rể từ trời đến trần gian. Những cô trinh nữ tượng trưng cho hội thánh và các phần tử trong hội thánh. Chúng ta được mời gọi ra nghênh đón Chúa Kitô trong ngày cánh chung. Và trong giờ chết của mỗi người, Chúa sẽ đến đưa chúng ta vào phòng tiệc cưới là nước trời. Điều xảy ra là không phải mọi người trong hội thánh đều được vào phòng tiệc. Chỉ có những người biết nhìn xa hiểu rộng, biết lo liệu, giàu đầy bình, để ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng và sẵn sàng đi theo Chúa. Dù đó là giờ nào, những tai họa xảy ra, chẳng ai lường trước để mà sắp đặt, để khỏi lúng túng. Lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng vẫn luôn ứng nghiệm ngay trong chính đời sống hàng ngày, ngay trước mắt chúng ta. Có những lúc chúng ta quên một vật dụng, một công việc nào đó. Học sinh quên mang tập viết, đi ra ngoài quên khóa cửa nhà, bị trộm lấy đồ, luôn luôn gây phiền hà, tiếc nối cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta sống mà không biết mình đang đi đâu, làm gì, như 5 cô trinh nữ dại khờ. Chính vì không ý thức về đời, mình phải đi về đâu mà chúng ta đã phí phạm cuộc đời, thời gian mình sống. Không lo đầu tư cho sự sống đời đời luôn là một điều làm chúng ta phải than khóc khi mất cơ hội được vào nước Chúa dự tiệc vui. Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người trong gia đình chúng con luôn tỉnh thức chuẩn bị cho việc trọng đại nhất đời mình, là lúc nào cũng giàu đức tin đầy hồn, để khi Chúa đến, chúng con sẵn sàng đi theo Chúa. Amen.